không có biết giao tiếp tiếng Anh hay là học các ngôn ngữ ở bên ngoài để đi nước ngoài, nhưng mà sau khi đi Hàn về thì em đã cải thiện được ngôn ngữ của em và em đã có khá là nhiều quyết tâm để thực hiện ước mơ ra nước ngoài của em ạ. Rồi, hỏi một chuyện rất bình thường nhé. Em sang Hàn Quốc em có cái bức ảnh nào đẹp không mà em thấy quý không? Có nhiều không? Có nhiều lắm ạ. Vâng, hôm nào cho thầy xem nhé. Rồi, em có kỳ vọng gì vào tiếng Anh và tiếng Hàn khi học ở Đại học Từ Hạnh Phúc? Em có nhiều kỳ vọng lắm ạ. Tại vì anh em trước ở đây cũng học Đại học Từ Hà Nội, xong rồi anh em cũng đi nước ngoài, thế nên là gia đình em với cả em rất tin tưởng vào nhà trường. Tiếng Anh và tiếng Hàn thì em học song song à? Hay em chỉ học tiếng Anh hay tiếng Hàn? Em hiện tại đang tập trung vào tiếng Anh nhưng mà ở nhà em vẫn học một chút tiếng Hàn. Rồi, ok. Rồi, có một người đã vượt qua nhiều khó khăn, thậm chí cả suy nghĩ của chính bản thân mình để chọn Đảo Duy Từ Vĩnh Phúc làm điểm đến. Người tôi đang muốn nói đến là em Nguyễn Hà Linh, hiện nay em đang là học sinh lớp 10 đến 0. Khi thi vào trường thì em được 34,5 điểm. Với điểm này em có thể đỗ được rất nhiều trường công loại top đầu, nhưng em vẫn chọn Đảo Duy Từ Vĩnh Phúc là môi trường học tập cho mình. Vậy là xin hỏi Hà Linh Little Girl một câu hỏi là em có mong muốn gì khi vào trường Đảo Duy Từ, để mà rồi em quyết định từ bỏ các trường công lập khác và chọn Đảo Duy Từ làm điểm đến? Cho em gửi lời chào đến thầy bạn, các thầy cô giáo và các bạn học sinh ở bên dưới. Em nghĩ là khi mà trước khi vào trường thì em cũng có cái mong muốn riêng của bản thân mình. Vậy nên là em có tìm hiểu về các trường công khác, nhưng mà kết quả cuối cùng cho em thấy là trường Đào Duy Từ là một môi trường rất là phù hợp với em, với môi trường năng động và các thầy cô giáo vô cùng chu đáo và tận tình, có thể giúp em có thêm nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm để em có thể tiến gần hơn với ước mơ của mình. Bây giờ này nhá, tôi dạy lớp em một hình còn hồi hộp lắm, mặc dù đã dạy hàng vạn tiết rồi và hàng mấy kỳ lớp để chinh phục. Vậy thì cái môn hình khó lắm đúng không? Thế thì em có hiểu bài được không? Hay là tôi dạy thế nào lại không hiểu? Em bây giờ là khi đến lại thì em có hiểu bài, có thể áp dụng được những cái bài toán thông thường, không phải là quá khó. Vâng. Em thấy cái môi trường lớp 10 đêm không của em thế nào? Môi trường của lớp 10 đây không rất là năng động, các bạn cũng rất là hòa đồng và vui vẻ, giúp đỡ với nhau ạ. Đêm hôm qua em có suy nghĩ nhiều về ngày khai giảng hôm nay không? Em nghĩ là có ạ. Có hồi hộp không? Em khá là hồi hộp khi mà đây là một mùa khai giảng đầu tiên khi mà em bước vào cấp 3 để có thể để lại cho em khá là nhiều kỷ niệm đây ạ. Rồi. Em có kỳ vọng gì ở năm học đầu tiên ở trường Đào Duy Từ Vĩnh Phúc? Ở kỳ học đầu tiên của trường Đào Duy Từ Vĩnh Phúc thì em mong muốn rằng là trước hết là em có thể tiếp thu được những cái kiến thức mà các thầy cô đã chỉ dạy để em có thể ngày càng hoàn thiện bản thân hơn và tiến bộ hơn. Sau đó là em muốn tiếp hạ cho mọi người sẽ em hòa đồng hơn và thân thiện hơn. Cảm ơn em. Thế tóm lại, chúng ta đang học 3 bông hoa, trong đó có một bông hoa lạ nhưng rất thành công đến từ trường Đào Duy Từ Hà Nội và cũng vừa mới ra trường, để giúp cho ta hiểu với tổng thể sau 3 năm các học sinh sẽ có thể thành công thế nào và sẽ đi về đâu trong cái môi trường học vấn mới. Vậy còn hai em đang háo hức vào trường và đã có những cảm nhận đầu tiên về nhà trường. Mong rằng những cảm nhận tốt đẹp của em, các em về nhà trường sẽ luôn luôn được giữ trong em và nó còn lớn mãi. Và với tất cả các em cũng như vậy, chúng ta đón năm học mới với nhiều kỳ vọng mới. Mong rằng những kỳ vọng đó sẽ được đáp ứng
và các em sẽ còn được khám phá những chân trời mới mà chưa từng có trong suy nghĩ hoặc trong cảm nhận của các em. Và chúng ta sẽ cùng nhau chúc cho trường của chúng ta thành công hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là trong năm học đầu tiên mà người ta vốn hay nói đến khó khăn và sự khởi đầu đàn. Và bây giờ ý kiến cuối cùng là các em nói gì với thầy cô và các bạn nhân dịp khai giảng năm học mới, bắt đầu từ Hà Linh nào? Có lẽ là em muốn chúc các thầy cô và các bạn học sinh có một năm học mới tràn đầy sự tự tin và sẽ gặt hái được nhiều thành công. Chúc các bạn học sinh có thể tìm ra những điểm mạnh của mình để có thể phát huy trở nên ngày càng tốt hơn so với bản thân của mình trước kia. Nào, mời Vân Khánh nào. Em mong gì ở trường và các thầy cô cũng như các bạn? Em mong các thầy cô với cả các bạn sẽ cố gắng học tập và tự tin về chính bản thân mình. À, với một người chị của các em ở đây, đó là chị Lê Thảo Anh, đã từng lên Bắc Ninh, đã từng đến Thái Nguyên và nay đến với ngôi trường thứ tư, tỉnh thứ tư là Vĩnh Phúc. Thế thì Thảo Anh chúc gì cho các em học sinh ở khóa đầu tiên của Đạo Duy Từ Vĩnh Phúc? Cảm ơn thầy là trong khai giảng đầu tiên tại Vĩnh Phúc thì lời đầu tiên con muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô đã tận tình và giúp đỡ hỗ trợ con trong xuyên suốt 3 năm con học ở đây. Cùng với đó là con muốn khích lệ các em hiện tại đang theo học tại Vĩnh Phúc đây là hãy luôn theo đuổi và làm những gì mình muốn và không cảm thấy hối hận khi rời khỏi môi trường cấp 3 này. Và cảm ơn. Rồi, cảm ơn các con và chúc các con thành công trên bước đường học vấn sắp tới.